Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Theo báo cáo, qua thời gian, thực hiện mô hình chính quyền đô thị, phường đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực. Tình hình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, nhất là trên các mặt công tác về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao. Quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo. Tại buổi làm việc, phường Nại Hiên Đông đề xuất với đoàn giám sát một số vấn đề về công tác thu chi ngân sách, giải tỏa đền bù các dự án, công tác quản lý đô thị, công tác quản lý nhà chung cư cùng một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả đạt được của phường trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua. Nại Hiên Đông là địa phương nổi trội với nhiều mô hình cách làm hay, mang lại hiệu quả cao, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vướng mắc hiện nay trên địa bàn phường. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị thời gian đến, phường cần tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong mô hình chính quyền đô thị, đặc biệt phải hết sức lưu ý việc phát huy dân chủ, củng cố lực lượng cán bộ không chuyên trách xã phường, chủ động xây dựng dự toán một cách minh bạch, công khai. Về thực hiện các đề án kinh tế xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị địa phương cần có sự quan tâm, nỗ lực và đột phá hơn, nhất là trong phát triển kinh tế biển và triển khai mạnh mẽ đồng bộ công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính. Phường là chiếm như thế là gần 2/3 số lượng ngư dân của toàn thành phố rồi. Thì những câu chuyện khai thác cái này nó như thế nào? Có sản phẩm nó ô cốp nào nó gắn liền với hải sản hay không? Tôi nói những cái việc như thế, tôi đề nghị là phường cũng có nghiên cứu đề xuất sáng tạo hơn, đột phá hơn trong những cách làm kinh tế để nâng cái quy mô kinh tế của mình lên, chứ không phải bằng lòng với cái quy mô như hiện tại. Tăng cường đẩy mạnh cái cách hành chính chuyển đổi số, các ông chỉ làm cũng khá tốt, khá tích cực rồi. Thì cố gắng tích cực hơn nữa, thực chất hơn nữa để mà nó tạo ra bước đột phá. Vì cũng nói thật các ông chí, cái xu thế của cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay thì chuyển đổi số và xu thế tất yếu và là hướng đột phá quan trọng nhất để mà chúng ta có thể chuyển đổi mọi thứ trong cái thời kỳ hiện nay. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng lưu ý địa phương cần hết sức quan tâm, chủ động trong giải quyết bức xúc của nhân dân về các vấn đề dân sinh, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân, quan tâm các gia đình chính sách, làm tốt công tác an sinh xã hội. Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát đã ghi nhận, tiếp thu đầy đủ và sẽ có tổng hợp báo cáo để gửi các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết trong thời gian đến.